giá bình dân chỉ dao động từ 450.000 đến 530.000. Các bác có một bộ câu năng C hoặc câu đơn hoặc câu lục đầu cân. Đấy, dành cho các bác gọi thích nhẹ nhàng giá bình dân thì cần có độ dài từ 2m7 cho đến 4m2 các bác nhé. Đấy, tùy các bác lựa chọn. Đây là mẫu cần Shimano Holiday HG độ cứng 30. Đấy, chất liệu carbon Padnezui khoen thường loại dày khá là đẹp. Nó có độ dài từ 2m7 cho đến 42 nhá. Các bác có thể lấy cần không được hoặc lấy máy không được thì liên hệ với em nhé. Còn đây là em đăng cho bác là báo cho bác một bộ cần luôn. Còn về máy thì là máy CL. Máy CL thì 7.000. Có các size từ 4.000 cho đến 7.000. Đấy. Bạn nào có nhu cầu mẫu nào thì liên hệ nhé. Đây. Cối kim loại. Đấy. Có cước sẵn. Dùng cho anh em câu lăng C. Câu lăng C hoặc câu đơn trợ máy hoặc là câu lục đầu cân đều được. Mà giá rất là mềm. Đấy. Thì đối với những mẫu cần này, bộ cần 2m7 các bác nhé. Đây. Cũng có một cần một máy cần 2m7, cả bộ là 450.000 các bác nhé, 450.000 bộ. Sang bộ bên này là độ dài 3m này. Đây độ dài 3m anh em. Đây độ dài 3m vẫn độ cứng 30. Thì cả bộ cả cần và máy có giá là 470.000. Còn bên này là cần 3m6. Đây cần 3m6 đây. Ở đây cần 39. Đây mới là cần 36 này. Em hơi nhầm vị trí đi đây. Cần 3m6. Đây 36 cộng với máy CL. Đấy, anh em có thể chọn size từ 4.000 đến 7.000. Mỗi size chênh nhau mấy chục thôi. Đấy, thì cần 36 cả bộ là 490.000 anh em nhé. 490.000. Còn bên này là cần 3m9. Cần 3m9 nhé. Cần 3m9 thì cả bộ cần và máy là 510.000. Đấy, 510.000. Còn cuối cùng là cần 4m2. Dòng này có thể đánh lục đầu cần này anh em này. Đấy. Cả bộ cần và máy là 530.000. Đấy, tùy các bác lựa chọn nhé. Đấy. Để tháo cho các bác xem con 3m7 này. Đây chất liệu carbon nhé, hàng bình dân thôi. Đây các cái giống của nó đây. Chất liệu carbon, hàng bình dân. Anh em có thể đánh năng C này, đánh đơn trợ máy hoặc câu lục đầu cân tùy các bác chơi. Độ dài 2m7 đến 3m6 là đánh năng C rất là ok rồi. Thì các bác nào có nhu cầu liên hệ với em nha. Số điện thoại em để bên dưới video phần mô tả các bác nha. Đấy, bên dưới video phần mô tả. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Thì em nhắc lại là đây nó có độ dài từ 2m7 cho đến 4m2 nhé. Thì độ dài từ 2m7 đến 3m6, 3m9 anh em đánh năng C rất là ok. Đấy. Còn nếu đánh trợ máy thì anh em có thể đánh thoải mái từ 2m7, 4m2, thích đánh loại nào được. Còn nếu câu lục thì các anh em có thể đánh từ 3m6 cho đến 42 hoặc là đánh 3m được, tùy các bác đánh gần hay xa. Đấy. Size máy thì các bác có thể lựa chọn size từ 4.000 cho đến 7.000 nhé. Hiện tại trên này em đang để là 7.000. 7.000 thì mỗi size máy nó chênh nhau hơn chục nghìn thôi. Đấy, bạn nào có nhu cầu liên hệ với em nhé. Thì em nhắc lại là cái bộ đầu tiên, bộ 2m7 cần máy nó có sẵn cước rồi là 450.000. Bên này là cần máy. Đấy, độ dài là 3m có giá là 470.000. Còn bên này là độ dài 3m6 là có giá là 490.000 bộ. Còn bên này là 3m9 có giá một bộ là 510.000. Và cuối cùng là 4m2, các bạn nhớ là có giá là 530.000 nhé. Đấy. Vì đây nó là hàng bình dân thôi. Anh em thích thì lấy về chơi các bạn nhé. Dành cho các bác tập chơi, các bác đánh năng C. Đấy.
đang C câu đơn chữ máy câu lục mới tập. Nào ok, giá cả hợp lý, vừa phải, vừa túi tiền. Đây là hàng của bạn Hoàng Văn Duân, Hoàng Văn Dân ở tỉnh Thái Nguyên. Ở đây là hàng của Đoàn Hồng Phương, số 5 Cửu Việt, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Còn đây là hàng của Trần Ngọc, 61 Hồng Phong, Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.